S Farm sẽ trộn với tỷ lệ là 5 đất cũ, 3 phân trùn quế, 1 mụn dừa, 1 trấu hun. Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải bón vôi nếu muốn cải tạo lại đất trồng cũ. Vôi chỉ sử dụng để rải, trộn khi đất bị chua trong quá trình bón dinh dưỡng không cân đối ở vụ trước thì chúng ta mới dùng đến vôi. Đầu tiên cần loại bỏ hết tàn dư cây trồng, bao gồm lá, rễ cây, cỏ dại. Việc cải tạo nên được thực hiện phía ngoài chậu để đảm bảo đất cũ và giá thể mới được hòa trộn đều với nhau. Sau khi đã làm tơi lại đất trồng cũ, việc tiếp theo là bổ sung thêm giá thể để làm tơi xốp đất và thêm dinh dưỡng bằng một số loại phân hữu cơ. S-Farm sẽ trộn với tỷ lệ là 5 đất cũ, 3 phân trùn quế, 1 mụn dừa, 1 trấu hun. Tỷ lệ này hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là đối tượng cây trồng cụ thể, cho nên chúng ta không cần quá cứng nhắc về tỷ lệ phối trộn ở công đoạn này nhé. Tiếp theo rải thêm một lớp nấm đối kháng Trichoderma. Nấm này có tác dụng nhân nhanh số lượng, lấn át và xua đuổi các loại nấm có hại khác trong đất nhằm bảo vệ bộ rễ cây được khỏe mạnh hơn. Cuối cùng là đổ lại hỗn hợp giá thể vào chậu, ủ trong khoảng 7 đến 10 ngày, chờ các con nấm hoạt động tốt cũng như dinh dưỡng được phân giải hoàn toàn. Trong thời gian đó thì chúng ta có thể chuẩn bị ươm giống là vừa nhé. Chúc các bạn có những vụ rau xanh mướt đón Tết. Mọi chi tiết về sản phẩm cải tạo đất hoặc có bất cứ câu hỏi nào, các bạn đừng ngần ngại gọi về số điện thoại 0902 652 099 hoặc truy cập website sfarm.vn.